Phi không luôn. Xin chào cô dì chú bác và anh chị em một lời chào trân trọng nhất nha. Thì bữa nay cũng tới ngày đi thăm bảy khu vực Đấm Năng này cả nhà. Khu vực này bữa nay mình có xuống thêm, hôm qua bữa hổm mình có xuống thêm 14 cái cả nhà. Thì nguyên cái luồng bảy này là tổng cộng là 23 cái cả nhà. Bữa nay cũng 2 đêm mà mình đi thăm thử có dính Hugo rồi cá to rồi cho cả nhà xem cả nhà. Thì cái chỗ cục năng này cả nhà, cục năng Huyền Thoại nè. Mưa cũng mới mới vừa tạnh mưa cả nhà, buổi chiều rồi, cái này cũng 3 giờ rồi chiều nha cả nhà. Mời cả nhà theo chân mình đi thăm cái luồng bảy này, cái chúng hay thắt nha cả nhà. Cả nhà có yêu mến kênh của mình hãy cho một like và một đề share đăng ký, là một comment cho mình biết nha cả nhà. Rồi chúc cả nhà buổi chiều thật là nhiều niềm vui và bên gia đình nha cả nhà. Rồi mời cả nhà theo chân mình đi thăm lò cá nha cả nhà ơi, có chúng hay thắt nha cả nhà ơi. Đây võ không rồi cả nhà. Đó, đem theo võ không nha. Cả nhà theo mình thăm 23 cái là cá nha cả nhà. Cả nhà dọn cá lóc mới chạy nè cả nhà. Dưới dũng này nè, nó mới bay ra đây nè. Mới nhảy ra đây nè. Nước đục ngầu cả nhà. Nó lên đây nè. Cái lò mình đặt ngay đây luôn nè. Rồi ta, ở đây ta. Ồ, cá thằng đó nhảy quá trời luôn à. Không đặt đâu ta. Có hàng gì không? Nhúc nhích có động đại gì trong này không? Khui. Ồ, thấy im ru. Ồ, cá sạc không tờ. Đầu tiên cá sạc không, cá sạc cá gô cả nhà. Nguyên bài cá sạc luôn. Cá sặc này bự bự không cả nhà, giờ chiên xù rồi nhức nách luôn nha cả nhà. Rồi để mình bắt ra cả nhà, tới tiếp quay cả nhà xem. Có cái thứ, có cái thứ hai cái là sao? Cái may mắn thôi đây. Thấy ụt ợt gì không? Nhúc nhích gì cho người ta? Nó phọc nữa sao? À, có cả nhà ơi, có nhúc nhích này cả nhà ơi. Đó. Hàng gì đây? Em gì đây, nhất đây. Hai em cá rô, hai cá rô này cũng to thế, hai em cá rô nhảy rồ, hai cá rô này ngon rồi, nó bự luôn. Rồi để mình bắt ra cả nhà, tới tiếp về cả nhà xem. Rồi, tới cái thứ ba, có gì không? Ốc bịch gì không? Rồi chìm cái lò rồi. Chìm. Không thấy gì hết. Ôi dạ, có. Có hàng nha đây mọi người, có hàng. Không biết cái gì đây. Rồi, có gô. Gô không hả nha. 4 cái gô. 4 cái gô. 4 cái gô, còn có Huy. Rồi, mình bắt. Mình bắt 2 cái gô ngay cả nhà, còn cá nhỏ nhỏ thả cả nhà, cái nhỏ nhỏ này thả nha. Rồi để mình ốp máy đây rồi tới tiếp quay cả nhà xem. Đây cả nhà ơi, này ra đây ru bà ru nữa, thấy động tĩnh gì không? Có hàng cả nhà, giật giật này mà không biết em hàng gì đây. Có cái hư chết rồi chẳng mà Hugo gì không? Ô sạc chứ có Huy không cả nhà ơi, được em có Huy bự rồi. Không bắt lời cái sạc này luôn, còn cái gô nhỏ nhỏ mình thả nghe cả nhà. Rồi để mình tắt máy mình bắt nó ra rồi. Đâu đây, thấy nằm bạc cái đầu ra đây nè, u năng gì không? U rô đâu rồi? Hàng hỏi không hỏi ghê rồi. Rồi một bầy cá sạc luôn đó mẹ ơi. Nay sao dính cá sạc không vậy ta? Rồi để em xử lý cả nhà. Tới tiếp qua cả nhà xem. Em Hugo nữa chứ trời. Nắng quá chó nắng cả nhà không cảm mình nha. Chiều nắng quá.
Em gu rồi động đậy gì đây cá này. Có gì đây, giật dữ lắm cả nhà. Ồ, cá phi không cả nhà ơi, hai cá phi chào bá nọ anh luôn. Hai cá phi nè má ơi, khủng hoảng. Hai cá phi hết biết rồi, hai cá phi lụm hết nha cả nhà, nhảy căm gan mờ luôn rồi. Nên chùa cam ra đó cả nhà, nó phi quá trời, trói nắng quá không thấy gõ. Rồi để anh bắt ra cả nhà, hai cái phi này được rồi, ngon rồi. Rồi để anh bắt ra cả nhà, xa xa là mình thấy cái phi một lò nữa rồi kìa, phi không luôn rồi. Ô, có công chuyện nữa rồi, dữ lắm rồi. Phi không luôn. Quá trời luôn nè, phi một lò luôn, bự bự không bắt được hết nha cả nhà ơi, đâu 7-8 con gì vậy? Quá trời, một lòng cá phi luôn, bự bự không, một con, hai con, bự mập không à, ba con nè cả nhà, mập mập không, bốn con, 8 con cá phi hết biết. Con nào nói chà bá nện không muốn nu nè, nó bù này, chắc nay chắc trúng cá phi hay gì rồi. Đâu nãy giờ cá phi không hết biết cá phi luôn. Rồi để mình hồi tới tiếp quay cả nhà xem ở nhà. Ủa nàng quản dưỡng đây không? Ở nhà dọn rõ cà phê luôn. Rồi đây nè, có gì không? Rồi nó có khói giật giật nữa, không biết cà phê gì hết. Ôi trời ơi, tới công chuyện nữa rồi. Cà phê không cả nhà ơi, nay trúng mánh cà phê rồi, trúng ổ cà phê luôn rồi, dã man thiệt. Ôi, hết biết, cái này chắc cũng 7-8 con nữa nè. Ôi này 7 con, hai cái lợ 10 mấy con cá phi rồi, còn gì nữa đây, nhóc giỏ luôn à, cá bự bự không cả nhà, hết biết. Ôi trời, này trúng cá phi rồi má ơi, khủng hoảng. Cá phi chạy thấy mê thiệt chứ, để mình bắt ra cả nhà, cầm hết nổi luôn cả nhà, này nhóc giỏ luôn à. Huy không tới công chuyện này. Trời, có cá là mừng rồi cả nhà, có cá là vui rồi, những cá gì cũng được hết rồi cả nhà, thôi mà có cá ra clip rồi cả nhà xem là mình vui rồi. Lội mệt mà thăm dính cái có phi, cứ cá gì cũng được hết trơn, cả nhà có cá là được rồi. Đèn cái nè, giật giật nữa nè, cá phi nữa quá, cái lợi dữ lắm rồi đó. Trời ơi, 5 con cá phi nữa nhà ơi, chúng mắm cá phi rồi, hết biết. 5 con cá phi chào bá nện nữa, chúng cá phi rồi. Rồi để tắt máy bắt ra cả nhà, bỏ luôn rồi này, chúng ổ cá phi rồi cả nhà. Thôi mà sao mà chạy cá phi không trời, Ugo cá lóc gì đâu mà cá bự cá khủng gì đâu không chạy, còn cá phi không. Đây con cá nè cả nhà, trong đây nè, đặt trong cục gáng nè, sâu. Ui ui, để vỏ đây cái dính vào đây. Ồ,
có vực nữa nè, rồi chắc cá sặc. Có cá sặc nè cả nhà, một loài cá sặc luôn, lụm luôn cá sặc. Bây giờ chiên xù nha cả nhà, chiên xù có rau ăn là nhức nách hết sẽ con bà bảy luôn nha cả nhà. Rồi để mình xử lý bắt ra rồi tới tiếp qua cả nhà. Bữa nay toàn là cá sặc với cà phê không rồi cả nhà ơi. Thôi, chưa hết bẫy, chưa hết lợi, chưa biết đâu nha cả nhà. Chưa cạn địa, chưa biết cá lóc ai chê. Chừng nào thăm hết bẫy mới biết nha cả nhà. Đây cái lợi này. Làm này có gì ở đây. Khui. Thấy có gì trắng trắng nằm trắng nha cả nhà. Cái này như cá lóc chết chẳng à. Dạ, rồi mới nhắc tao tháo có rồi cả nhà ơi. Dữ rồi, cái này chắc 4-5 con cá lóc dữ rồi. Dạ. Ui. Quá trời luôn rồi, hai con cá lóc. Ủa sao con này bị con gì cắn vậy trời? Cá lóc làm sao bị con gì cắn chết rồi. Đó nha. Dù ba con cá lóc, 4 cá lóc luôn, có con nhỏ xíu nữa. Nhỏ thiếu thả cả nhà ơi. Nè. Con này bé quá thả nè. Này cả nhà. Này mình phóng sinh nha, cho nó bự bự lên bắt nó cả nhà. Đó. Con này bị con gì cắn vậy trời? Con này bị cá nó ăn. Cả nhà. 3 5 4 con cá rô. Ngon ngon ngon, có cá lóc, có hù gô à. Có hù gô à cả nhà nè, sướng sướng nè. Lòng luôn nha cả nhà ơi, sướng sướng rồi, có rồi thấy không? Để mình nói nghe chóc thôi cả nhà. Rồi để mình xử lý cái này ra cái cả nhà. Quay tế tiếp quay cả nhà. Quá trời ơi, nặng quá. Vỏ vỏ nước le lử. Dính thôi. Đó, có cái lò, đi cái lò kìa. Đi. Cá chê cả nhà ơi, hai em có chê, em có lóc, sướng sướng nữa rồi, tới công chuyện nữa rồi, vô vô mánh nữa rồi, này trúng rồi cả nhà, này lụm rồi, này vô rồi, cá chê cũng ngon, sướng sướng rồi cả nhà, rồi, này cả. Hai em cá chê, em cá lóc, sướng này cả nhà, rồi. Giờ này vô quậy quậy quá trời. Dạ. Ồ, thầm quá cả nhà ơi. Chê. Bắt cá lóc ở trước rồi. Nè nha. Cá lóc mà bù ngon. Chê mới khó bắt nè. Ừ. Làm đi ghê quá cả nhà. Yêu nè nha, chị đồng này nghe cả nhà ngon. Này trúng rồi cả nhà. Chống cự hả em? Cái gà nó khó gà lắm cả nhà. Ngon cành đào. Mà bù luôn cả nhà ơi.
quá sướng. Đấy, con này có sặc nha cả nhà ơi. Chiếc này trúng rồi. Rồi để mình đặt cái này lại rồi tới tiếng quay cả nhà xem nha. Quá trời luôn rồi. Vỏ cá luôn cả nhà ơi. Dã man luôn rồi. Chưa hết bảy nha cả nhà, chưa hết lợn nha. Cái trời ngon cả nhà, cái lóc ngon ha. Quá đã. Rồi, để đi thăm tiếp quay cả nhà xem cả nhà ơi. Quá sướng rồi. Kiểu này trúng mánh rồi cả nhà ơi. Không giật không gì hết. Hồi đó con cá Huy cá sạc cá rô thì chết chóng rồi. Được em cá lóc nữa cả nhà ơi. Em cá lóc nữa. Ngon. Về đội. Được em nó về đội cả nhà. Chọn u u nu. Vô nó ăn cá rô cả nhà. Phải chừng. Cẩn thận mới được cả nhà ơi. Nó hụt đi luôn rồi. Cả nhà ơi. U nu luôn cái lưng mà. Vô đội. Dục cá rô ra đặt lên. Nhưng cái này chính trước chính bốn cá lóc nè. Cái này sao thấy em rô không em một bịch gì hết trơn cái này. Rồi cá sặc không cái gì giật nha siêu. Cá sặc cá rô. Ê luôn cả nhà, sặc cá rô không à. Còn mấy cái lợn hết rồi cả nhà. Hai ba cái nữa hết rồi. Rồi cả nhà. Nè cả nhà dọn nè. Cá chê, cá lóc. Quá trời luôn. Trời ơi, xíu nó quay trong chứ mà. Nguy hiểm quá. Rồi mình căng hết cái này, căng tay cỡ 6 kg nha cả nhà, hết trơn cá luôn nha. Hơn 6 kg á. Mình 6 kg rồi, 6-7 kg vậy. Nó nhà thấy không? Chúng ổ cá phi luôn rồi. Hết biết. 23 cái, 23 cái 6 kg cũng được nha cả nhà. 6 kg hơn 6 kg nặng lắm. Cái gô có sạc gì tá lả hết trơn luôn, thập cẩm luôn. Này chúng ổ cá phi à, cá phi không mấy kilo cả nhà. Ngon cá này ngon. Cá phi, cá lóc, cá chê, cá gô có sạc luôn hết 6 cái, cỡ 6 kg nha. Quá ngon cả nhà. Sướng cả nhà. Sướng. Rồi, mình TV xin chắc chào cả nhà cái clip này quá. Trời cũng chiều tối rồi cả nhà ơi. Thì mình cũng sẵn sàng đi về thôi. Mình thăm hết 2-3 cái lò rồi. Này cũng trúng rồi cả nhà, trúng mánh rồi. Mưa mới có 2 đêm mà thăm gì cũng ngon rồi cả nhà. Rồi cuối video thì Minh TV xin chúc cả nhà luôn vui vẻ cả nhà. Luôn vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân cả nhà. Chúc cả nhà xem clip mình vui vẻ nha. Thấy cả nhà thấy clip mình hay ủng hộ và chia sẻ và bấm cho mình một like cả nhà. Bấm sẵn bấm nút đăng ký bên tay trái tay phải cả nhà luôn nha, cho mình ủng hộ mình cho kênh mình phát triển thêm cả nhà. Thì mình còn chỉ thiếu giờ xem thôi cả nhà. Rồi cả nhà thấy clip mình hay ủng hộ chia sẻ mình có động lực làm tiếp nha. Rồi mình TV xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những clip sau. Bye bye.